Dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, cách đây gần nửa thế kỷ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.